Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube gia đình Cá Tráp. Thì đi vòng vòng câu cá hoài cũng chán mấy bạn ơi. Hôm nay mình mới nghĩ ra cái ý định là mình ngồi một chỗ, mình phục kích cá. Đó. Thì mình đi câu nhiều xung quanh đây thì mình để ý những cái điểm mà cá nó thường hay mà bù đến đó mấy bạn, đang ăn mồi á. Những cái chỗ mình thường hay dính cá thì mình mới rút kinh nghiệm ra là có những chỗ là cá nó cực kỳ nhiều. Mỗi lần mà mình bị mớm hay gì á, mình đi lại chỗ đó là tức tốc là được xóa mớm ngay lập tức luôn. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mấy bạn đến một cái nơi huyền thoại. Mình sẽ quay vòng vòng cho mấy bạn coi ha. Coi cái chỗ nào mà mình gọi là địa điểm xóa mớm. Cái này là cái vách tường ha. Ở đây có cái công ty ha. Ở đây có nguyên một cái vách tường dài nè. Từ đây đi ra tới ngoài đó luôn, ngoài kia là thuyền chạy được ha. Bên đây là cái cầu huyền thoại mình hay câu nè, ở ngoài kia luôn ha. Đó, ở đây có ông bác đang ngồi câu nè, ở ngoài kia là chỗ mình hay đi vòng vòng câu. Cái chỗ này tại sao lại gọi là cái chỗ xóm mớm? Mấy bạn nhìn thấy ở đây có một công ty không? Công ty này nó chuyên sức hàng nè, sắt thép ha. Đây là cái cảng biển nè, bên kia công ty, đối diện công ty là cảng biển đó, nguyên cái bờ này nè ha. Không có ai mà đi vô được trong cái bờ này đâu, tại vì có cái công ty này ha. Cá tráp thường thường nó buông vô bờ, nó ăn mấy con sinh vật và bám xung quanh bờ đó. Đó, do đó là nguyên cái bờ này là cá nó tụ tập lại, nhưng mà người ngoài thì cũng không vô trong đó được ha mấy bạn. Người ngoài là không có vô được công ty này, do đó là ở trong công ty này rất là nhiều cá ha. Mỗi lần mình mớm là mình lấy cái gốc này nè, thì cá nó sẽ ăn cặp bờ này thì nó sẽ đi lại ngay góc này nó ăn đó. Thì mình sẽ phục kích cá ngay chỗ cái góc này ha. Thì để phục kích được cá ngay góc này phải sử dụng cái cần dài mấy bạn đó. Nó hay lui tới ngay đó, phải sử dụng cây cần dài. Đầu tiên mình lắp cái vợt vô, xong cái mình giới thiệu cây cần cho mấy bạn coi. Lắp cái vợt vô, vợt kia của mình hư rồi mấy bạn ơi, cái vợt lõm hư rồi, còn giờ mình xài cái vợt cho. Cái vật lõm của mình đóng xong mà nó kẹt lóng á, xong rồi mình đóng mạnh quá bể luôn rồi. Cái vật 6 mét bể, giờ mình xài cái vật này 5 mét rưỡi, vật 5 mét rưỡi, nhưng mà chiều dài nó như 2, 4, 6, 8 tấc, tại 8 tấc rút lại còn 5 mét rưỡi, còn cái vật lúc trước của mình có 5 tấc à, 5 tấc mà kéo ra được 6 mét. Cái vật này hơi dài, vật dài lúc mình mang á cực mấy bạn ơi. Còn bây giờ mình ngồi chỗ mình sẽ không không có mang nữa, mình sẽ để cái vợt ở đây. Mình sẽ giới thiệu mấy bạn cái cần câu để mình để dùng để phục kích cá ha. Giờ mình phải lấy đồ nghề mình mang lên người sẵn. Đầu tiên là cái kẹp nè, kẹp y tế nè, kẹp để dành gỡ cá ha. Kẹp này là thần thánh luôn, kẹp cá cũng được mà gỡ cá cũng được. Cá tráp cái miệng nó bén mấy bạn biết rồi. Rồi mình mang sẵn mồi lên luôn, mồi phải mang lên nghe này, mang sẵn thay liên tục thôi, tới chừng cá ăn là không không có để xuống được. Còn mình câu ngay chỗ này không được, hay phục kích bên chỗ kia nữa, bên kia còn chỗ phục kích nữa. Mình sẽ giới thiệu với mấy bạn cây cần và cái máy mình sử dụng là cái gì. Thì cây cần này là cái cần nhãn hiệu gì trời, cây cần không có nhãn hiệu gì hết mấy bạn ơi, người ta xài lâu rồi, NFT. Cần này là cần ISO khoan nhỏ, chiều dài là 5,3 m ha. Đó, cần này mấy bạn biết mình mua nhiêu không? 50 triệu. Đấy, kinh không? Giỡn thôi mấy bạn ơi. Cái cần này là cái cần mình mua, mình có thằng em ở nhà nó ở gần tiệm đồ cũ đó, đi câu cá chung á. Thì ở bên Nhật có những cái tiệm đồ cũ nó bán cần câu rất là rẻ. Thì cái cần này là mình mua 100 ngàn ha. Nó đi vô tiệm cần câu nó mới thấy một cặp cần câu, một cây 6,3 m, một cây 5,3 m, 5,4 m. Thì nó mới nhắn tin cho mình hỏi là mình có muốn cái cần câu dài dài để dành đi câu 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 gì? Câu ngâm á. Hoặc là để đi câu biển này không? Thì mình nói nhà cần nhiều rồi, nhưng nó nói rẻ lắm. Mình hỏi nhiều nó nói 500 yên, mình hết hồn luôn. Rẻ vãi, cái mặc dù không xài nhưng mà mình kêu mua luôn. Mua về để dành mai mốt xài.
Thì cái cần câu này là 500 yên nè, 500 yên là 100 ngàn, mấy bạn thấy bất ngờ không? 500 yên cái cần câu, mình nghe mình còn hết hồn mà mình tưởng đâu 5, 5 sen là 1 triệu chứ. Ai gì có 500 yên. Cái cần câu này, mình rút ra cho mấy bạn coi ha. Cần câu này cần cần ISO khoan nhỏ ha. Cần này câu biển là vô đối luôn á. Càng già nè. Kinh không? Càng ngày giờ mình giới thiệu cái máy cho mấy bạn coi. Cái máy mình xài là cái máy Shimano. Mấy bạn biết ha, mình là Shimano đời gì? Shimano Sephia C CL4. Máy này để mình coi thông số coi. Xài máy 3000. 3000S là 3000 gì mình cũng không biết, mình không có chuyên về máy. Rồi thông số là dây BE 0.6 được 200 m, 0.8 là 150 m, số 1 là được 110 m. Thì mình đang gắn dây BE số 1 vô nè. Dây BE số 1 nhưng mà mình quấn vô đây chắc tầm khoảng 80 m. Dây trong đây. Thì cái máy này nguồn gốc ở đâu mà có? Mấy bạn biết ha, mình gia đình cá tráp thì thường là chỉ xài đồ dây chai thôi mấy bạn biết không? Giống như cái cần này nè. Mình nói là 500 yên là không bao giờ có ai tin hết, nhưng mà cái cần này là 500 yên. 100.000 đồng. Ở bên Việt Nam mà mấy cần thủ mà có tiệm đồ cũ về để mua thì còn gì bằng ha. Sau này mình có dự định là mình sẽ mua đồ ở trong tiệm đồ cũ Nhật và đem về Việt Nam bán lại. Nhưng mà không biết sao. Để phục vụ mấy anh em mà có đam mê câu cá mà không có điều kiện. Còn cái máy này. Cái máy này cái giá chính xác của nó là 3 lá 2. 3 lá 3 gì đó, khoảng 6 triệu 4 đến 6 triệu rưỡi á. Là cái máy này ha. Máy này nó chạy cực kỳ êm. Nhưng mà mình không không thể nào mà mình có tiền để mình đầu tư những cái máy như vậy hết. Mình chỉ chú trọng là cách để câu cá thôi, với lên cá thôi, chứ mình không có quan trọng vụ máy móc mấy bạn ơi. Máy với cần mình toàn xài đồ dây chai không. Mình mua cái nào mắc lắm là cũng 400-500 ngàn là còn, mình không bao giờ mình đầu tư tiền nhiều hơn ha. Tại vì mình chú trọng đến cách câu, mồi câu, đồ địa điểm câu để mình câu cho dính cá thôi. Mình chú trọng câu dính cá chứ mình không có chú trọng là chạy theo cái máy đồ chỉ cần câu đâu, nên mình không có am hiểu gì về những cái đó. Thì cái máy này á, ông tổ trưởng của mình làm chung công ty, ông thấy mình mê câu cá quá thì ông nói, ông hỏi là mày mê câu cá lắm đúng không, mày có thích câu mực không, tao có một bộ cần câu với một bộ mồi câu mực tao cho mày. Mình cứ tưởng là đồ củ chuối mấy bạn ơi. Ông cho mình một cây cần đai hoa để dành câu mực với lại một cái máy này. Thì mình về mình khui ra mình mới thấy là ông lột cái mạ rồi, nhưng mà cái chữ cái giá tiền còn lại ở trên cái hộp mờ mờ là cái máy này là 3 lá mấy, mình mới mất hồn luôn. Còn cái cần mình không biết, cái cần chắc cũng phải vài lá. Người Nhật thường thường dân câu cá người ta mua đồ toàn đồ ngon xài không, không mua đồ củ bắp. Chứ cho mình nguyên một hộp 12 con mồi câu mực đó. Rồi thì hôm nay phục kích ở cái góc này sẽ sử dụng cái gì, mình sẽ giới thiệu với mấy bạn luôn. Mồi huyền thoại y như cũ mấy bạn. Quên hồi nãy chưa cho coi cái máy. Cho bạn coi cái máy nè. Nắng mặt trời có chá không ta? Ui cũng không chá. Cho bạn coi cái máy nè. Này. Đấy. Cái cần thì cần củ chuối rồi khỏi coi. Mồi vẫn là mồi huyền thoại, mồi hủy diệt, mồi vẹm nha mấy bạn. Ở mùa này là chỉ có mồi vẹm mới câu được nhiều cá thôi ha. Mình sẽ sử dụng mồi vẹm này để mình phục kích cái bầy cá ngay chỗ này đó. Vẹm này bây giờ sẽ móc mấy con vô câu thử chùm vẹm nhỏ ra làm sao. Thường nói không phải là nổ nhưng mà ở đây cá rất là nhiều, mình sẽ cố gắng mình phục kích ở cái góc này để mình bắt được một con hai con cá. Móc vẹm vô này. Đó, mình câu bằng đùm này đi. Câu bằng đùm này trước thời hả, tình hình không ổn, bắt đầu mới chuyển qua câu một con. Rồi. Rồi. Tại sao phải sử dụng cái cần dài này? Tại vì mình phải đứng ở đây mình đưa vô trong cái tường của công ty đó đó, nên phải sử dụng cái cần dài. Đây. Các bạn nhìn thấy đồ nghề mình đem theo không? Cái thùng này mình mới lượm nữa nè, nè cái thùng này. Cái thùng đựng cá nè, thùng ngon lắm á. Đấy. Bây giờ mình nhấp thử ngay chỗ cái góc này trước ha. Mình gọi là mình thăm dò ngay góc này trước. Càng dài nên mình đứng xa, thường thường mình lại gần ngay đó.
lại gần như nó sợ cá nhé nên mình đứng xa. Dạ. Cái đoạn cầu nó rối. Cá ở đây nó ăn ác lắm mấy bạn ơi. Nó ăn là nó lôi nó chạy à, chứ nó không có nằm một chỗ. Thường thường mình cá tráp mấy chỗ khác đó, nó ăn nó ở có một chỗ à. Ăn mình không biết đâu. Mình thả mồi xuống ăn mình không hay đâu. Nhưng mà cá ở đây là nó gặp mồi nó đớp nó chạy. Mình sẽ cố gắng mình lên ít nhất là một con cá ngay chỗ góc này ha. Hết mồi hay gì ta? Ủa chưa hết mồi. Câu dây BE này thì dễ cảm nhận cá ăn ở dưới lắm mấy bạn ơi. Mình câu mình không có phao gì hết luôn nha. Mình cứ mình móc mồi vô trên mình thả thẳng xuống cặp bờ nè. Hiện cá lúc mà nó lại gần cái bờ này nó ăn mấy con vẹm á. Cá thì nó không có ăn trực tiếp vẹm ở trong bờ được mấy bạn ơi. Nó không có tự bắt ra được. Mà chờ chừng nào mà sóng đánh văng ra nó mới ăn được thôi. Không thấy động tĩnh gì hết mấy mày. Xích xích dưới tường này trước. Không thấy tin tức gì hết. Giờ xếp ra đây một tí. Không có phản ứng gì hết. Kỳ vậy ta. Chỗ này mà câu không dính là đi chỗ mấy chỗ khác mớm chắc luôn. Hàng về mấy bạn ơi. Hàng về, hàng về. Hàng về liền. Cho anh lo một tí đi. Mạnh quá. Lấy cái vợt qua. Công trình phục kích. Công trình phục kích đâu phải chuyện đơn giản. Lụm lên. Lụm gạo lên. Thấy chưa, mình nói mà. Dừng cái cần đây. Dừng cái cần đây rồi mình sẽ cho mấy bạn coi tác phẩm. Tác phẩm của việc phục kích. Phục kích là phải như thế này. Đấy, ngon lành chưa? Nó đã con dây màu vàng cột. Mấy mèo này. Mấy mèo. Thấy mình cầu dính cá là tính đớp một cá của mình, mấy mèo này nguy hiểm lắm. Gỡ nó ra. Hai đen thù lồ luôn, bóng lồ luôn nè. Dính vô mép. Con cá này cũng không mạnh lắm mấy bạn ơi. Cục mồi không sao được ông trời. Nó lấy cục mồi khác đi. Nhìn cục mồi nét á. Rửa cái dạng cái. Rửa cái dạng cái đã. Xong mới tiếp tục.
cũng hên đó mấy bạn ơi, chứ bình thường là muốn ăn mà nhanh vậy khó lắm, làm gì có chuyện dễ ăn dữ vậy. Con này cũng to á, 40, con này cũng 44 45 cm á. Đấy, để đây đem camera lại đây xong quay thả cá xuống cho mấy bạn coi. Tiếp tục cuộc hành trình. Đấy, để sao cho đẹp, mấy mèo lại mò ra nữa, mấy con mèo quỷ. Mình sẽ quay như vậy. Đấy, đuổi mấy mèo này đi coi. Cá sẽ cọp ngay chỗ này, đang cho nó đừng có giải ảnh hưởng tới mình, cái chỗ mình câu. Cọp nó đây đi. Cọp cạn cạn thôi. Cọp sâu quá nó dễ dùa. Đấy, lại nhét cái kẹp vô đít. Kiểm tra lại coi chì có bị hư chì không. À, chì ok, không có vấn đề. Lại móc mồi vô chiến. Ngay chỗ nào? Ngay chỗ bến luôn á. Ngay chỗ nào chứ? Chỗ ngày qua hả? Chỗ anh hỏi được con nào chưa? Em đứng chỗ đó. Ngay nãy hả? Ừ. Dính ngay đó luôn hả? Dính luôn. Vãi. Nào. Thở bự. Bự không? Ngay với dũng nước đó đó hả? Ừ. Vãi. Ngay chỗ cái bìa này luôn hả? Đúng rồi. Ngay chỗ cao hả? Ngay chỗ cao á. Trời ơi. Chỗ cao đó mà câu dính kìa. Chỗ này là chỗ mình phục kích con cá hồi nãy nè mấy bạn. Đây, ngay trong cái hàng rào mấy bạn thấy không? Mấy cái phao này là mấy phao chặn dầu lan á, khi mà có tai nạn đắm tàu rồi xảy ra mấy bạn. Là người ta kéo cái phao này ra người ta chặn. Chặn lại đừng cho dầu nó lan đi, tại ở đây có cái cảng có rất là nhiều tàu. Đây trong này có cái hàng rào. Hàng rào để che mấy cái phao lại nè, không có ai vô trong đó được hết ha. Đó, thì mình mới vừa xử con đó ở trong cái hàng rào đó đó, mình thò tay vô bên kia hàng rào, mình đưa cần câu mình dài mình đưa vô trong đó đó. Cần câu dính con, còn con đầu tiên hồi nãy là phục tích bên vách tường của công ty bên đó mấy bạn thấy không, bên vách tường đó, bên phía bên đó đó, bên kia hàng rào này nữa. Rồi bãi hai câu này, bây giờ mình sẽ lấy cây cần ngắn nữa ra mình câu ngay chỗ này quay không biết mấy bạn thấy không nè, mình sẽ quay từ hướng này đi, bên vậy xa quá. Đó, quay cái bờ này nè. Mình sẽ lấy cái cần ngắn ra mình đi cặp theo cái bờ này mình câu. Tại cần dài hồi nãy cá đốt cái mà cái tín hiệu truyền không rõ ràng á, nên không có giật được. Giờ lấy cần ngắn ra, lấy cái cần ngắn ra mới được. Đứng đây kích xuống dưới cái bờ này coi. Thanh mới hôm sáng cậu dính con cái này nè. Hỏi nó nói dính con cái này nè. Cậu thử đây coi. Ui, cá ăn mà không biết mấy bạn ơi, thiệt là đau lòng. Lắm rồi mấy bạn ơi. Yeah.
Câu dạo, câu dạo. Ủa dạ, nó không chịu ra. Nó cứ lôi vô không à. Vô dạ. Ây da. Hai em. Em này bự hơn em hồi nãy. Em này bự quá. Con này bự lắm mấy bạn ơi. Mấy bạn biết mình câu chỗ nào không? À, bự chà bá luôn. Đôi gang nè. Một gang nè. Hai gang. Để đo lấy thước là đo chính xác rồi nhiều. Chứ để đo gang nó không có chính xác. Mình không có cân nha mấy bạn. Ở bên Nhật tính cá bằng cm chứ không có tính bằng không có tính bằng ký. Trời ơi vừa đủ 50 cm luôn. 50,5 cm. 50,5 cm. Để mình nhốt cá tới mình cho mấy bạn coi. Coi mình câu ngay chỗ nào. Chờ tới mình chạy đi lấy cá bên kia qua. Thôi mình đi chỗ khác câu chắc xong mình về luôn quá. Được hai con đó rồi. Giờ không có kích nữa. Đi chỗ khác câu. Mình không có quay phim nữa cho nên là chắc là mình đăng video mình sẽ đăng cái khúc dính hang cá này thôi ha. Bye bye mấy bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hay nhớ bấm like và đăng ký kênh cho mình nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Thì chắc là sau này mình sẽ làm một cái video về câu bằng câu cá tráp, không có dùng không dùng cần câu luôn. Đấy, thử thách vậy nó mới đẳng cấp. Còn bữa nay đi phục kích là về được rồi. Phục kích vậy coi như thành công rồi, hai con. Đấy, bye bye với bạn nha.